Xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đà Nẵng tích cực chuẩn bị mọi mặt đảm bảo an ninh an toàn cho tuần lễ cấp cao APEC 2017. Công an thành phố Đà Nẵng vận động cán bộ chiến sĩ sử dụng xe buýt trợ giá. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 2, khối thi đua trực thuộc số 5 gồm Công an thành phố, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Ban chỉ huy quân sự và Bộ đội biên phòng thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Năm 2016, phong trào thi đua yêu nước được các đơn vị trong khối thi đua trực thuộc số 5 đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung, các khâu mang tính đột phá, nhất là thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố giao phó, hưởng ứng chủ trương năm văn hóa văn minh đô thị, thực hiện các chương trình mục tiêu xây dựng thành phố 4 an, tích cực thực hiện các nội dung năm xây 3 chống, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực công tác. Các đơn vị đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong tuần, đoàn kiểm tra của Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an vừa có buổi làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng về công tác thi hành án hình sự, quản lý tạm giam, tạm giữ và tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, công tác thi hành án hình sự, quản lý tạm giam, tạm giữ của Công an thành phố Đà Nẵng đạt được những kết quả khả quan. Phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy của trại giam, nhà tạm giữ, yên tâm cải tạo tiến bộ. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao các mặt công tác của các đơn vị chức năng, đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao công tác nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa trong quản lý can phạm nhân, nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nhằm góp phần làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng. Chiều ngày 23 tháng 2, tại Công an tỉnh Quảng Nam đã diễn ra hội nghị tổng kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp danh năm 2016 giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Qua đó đánh giá được hiệu quả tích cực trong công tác chủ động tuần tra phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Quy chế phối hợp được thực hiện nghiêm túc, nhất là tại các xã, phường giáp danh. Công an các đơn vị địa phương thường xuyên trao đổi tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Các đơn vị giáp danh cũng đã phối hợp triển khai 126 lượt tuần tra với hơn 800 lượt người tham gia, 13 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mở nhiều lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật, xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả. Cũng tại hội nghị, nhiều đơn vị công an hai địa phương được khen thưởng về thành tích thực hiện quy chế phối hợp thời gian qua. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các đoàn đến thăm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ cùng những thành tựu mà ngành y tế thành phố, các bệnh viện, đơn vị, trung tâm chăm sóc sức khỏe đạt được trong thời gian qua. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ đã tận tình chăm sóc sức khỏe cho thân nhân và cán bộ chiến sĩ Công an thành phố. Lãnh đạo các đơn vị, cơ sở y tế cho biết sẽ phát huy thành quả đạt được trong thời gian qua và phấn đấu rèn luyện tốt y đức của người thầy thuốc, hết lòng phục vụ cán bộ nhân dân một cách tận tình, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, vào trung tuần tháng 11 năm nay, Đà Nẵng sẽ vinh dự là địa phương đại diện của Việt Nam đăng cai tổ chức tuần lễ cấp cao APEC. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một mốc son trong lịch sử phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố bên bờ sông Hàn. Nhận thức được công tác đảm bảo an ninh trật tự là khâu cực kỳ quan trọng, đóng góp một phần không nhỏ vào thành công chung của APEC 2017. Ngay tại thời điểm này, dù còn 8 tháng nữa, nhưng Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan khác đã xúc tiến mọi mặt, chuẩn bị thật tốt nhằm bảo vệ cho tuần lễ cấp cao APEC sắp tới diễn ra được an toàn. Công an thành phố Đà Nẵng những ngày này, công tác chuẩn bị mọi mặt phục vụ đảm bảo an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 dường như đã vào guồng và tất bật hối hả hơn. Tuy ngày tổ chức APEC 2017 còn xa, nhưng ý thức được tầm quan trọng của hội nghị kinh tế cấp cao mang tầm cỡ châu lục này, Công an thành phố đã chủ động lên kế hoạch, rà soát mọi điều kiện phục vụ, sao cho tất cả hoạt động của hội nghị diễn ra trên địa bàn được an toàn. Chúng tôi đã triển khai lực lượng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát
các cái công trình, nhất là các cái công trình mà hiện nay đang thi công, sửa chữa, lắp đặt, nâng cấp để phục vụ cho APEC năm 2017. Và ngoài ra thì chúng tôi còn kiểm tra các cái công tác về nhân sự, rà soát tất cả các nhân sự để phục vụ cho cái hoạt động của APEC sắp tới. Dự kiến Đà Nẵng sẽ đón hàng chục ngàn khách quốc tế đến từ nhiều châu lục trên thế giới. Vì thế, công tác phổ biến, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy và nắm tình hình mọi mặt ở các resort, khách sạn, nơi tập trung nhiều hình thức kinh doanh dịch vụ lưu trú, được công an các đơn vị địa phương triển khai thường xuyên. Hội nghị cấp cao APEC lần này sẽ có sự tham dự của 21 quốc gia, hàng nghìn đại biểu, phóng viên báo chí nước ngoài và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Trước tình hình đó, Tiểu ban An ninh Trật tự APEC của Bộ Công an cũng thường xuyên có sự đôn đốc kiểm tra việc chuẩn bị mọi mặt an ninh của Công an thành phố và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp đảm bảo cho hội nghị diễn ra an toàn. Trên cơ sở kế hoạch này, để đề nghị các đồng chí là cụ thể hóa và dự kiến các cái tình huống phức tạp có thể xảy ra, và trên cơ sở đó đề xuất những cái giải pháp và bố trí lực lượng để phối hợp với các lực lượng và những cái tình huống nào thấy cần thiết phải thực tập và diễn tập thì chúng ta tổ chức. Với quy mô và tầm quan trọng của tuần lễ cấp cao trong khuôn khổ diễn đàn APEC, sự kiện kinh tế lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có thể nói Đà Nẵng đang chạm tới một cơ hội chiến lược để khẳng định vai trò và vị thế của mình trong nước và quốc tế. Để các hoạt động của sự kiện quan trọng này diễn ra được thông suốt, an toàn, Công an thành phố và các lực lượng liên quan khác đã và đang nỗ lực hết mình, tất cả vì một Đà Nẵng Việt Nam an bình trong mắt bạn bè thế giới. Tiếp sau đây là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng vào ngày 20 tháng 2, đoạn đi qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, làm 3 người tử vong, khiến toàn bộ tuyến đường sắt Bắc Nam gần như tê liệt. Nhiều đoàn tàu đã phải dừng chờ ở các ga kế cận. Rất nhanh chóng, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã cùng với các đơn vị chức năng triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và ổn định tình hình cho hành khách cũng như các chuyến tàu chờ thông tuyến. Bằng sự chủ động phối hợp kịp thời giữa Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị hữu quan của ga, tình hình an ninh trật tự tại ga Đà Nẵng đã được đảm bảo an toàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giúp hành khách và người dân yên tâm tiếp tục sử dụng phương tiện di chuyển trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Sáng ngày 23 tháng 2, tại cầu Đò Su thuộc địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải ben và xe buýt. Theo đó, xe buýt do tài xế Lê Thái Cường điều khiển đang lưu thông trên tuyến Cách Mạng tháng 8 thì bị xe tải ben do tài xế Trương Quốc Toàn, 34 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi điều khiển chạy cùng chiều bất ngờ tông mạnh từ phía sau. Hậu quả xe buýt mất lái lao thẳng xuống sông dưới chân cầu Đò Su. Vào thời điểm này chưa có hành khách trên xe nên không có thiệt hại về người. Vụ tai nạn khiến giao thông qua đoạn Cách Mạng tháng 8 bị ách tắc cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an quận Hải Châu đã có mặt kịp thời ghi nhận hiện trường và điều hòa giao thông trở lại bình thường. Ngày 23 tháng 2, đội cảnh sát hình sự và công an 13 phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân truy quét các tụ điểm đánh bạc. Các lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang hàng loạt các tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức, được tổ chức tại các quán cà phê, nhà dân, thu giữ trên chiếu bạc hàng chục triệu đồng. Nhiều đối tượng đã bị mời về cơ quan công an để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Sau nhiều ngày đêm tích cực điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã làm rõ bắt giữ hai đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền của phụ nữ, gồm Nguyễn Quý Kỳ, 36 tuổi, trú quận Sơn Trà và Lê Hùng Khánh, 25 tuổi, trú quận Thanh Khê. Ngày 19 tháng 2, khi cả hai đang chuẩn bị thực hiện hành vi cướp giật tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Theo khai nhận, hai đối tượng đã thực hiện chót lọt 6 vụ cướp giật nữ trang. Trước đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng đã phát hiện và xử lý nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn. Với những chiến công đầu năm này, Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố và Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã đến động viên, khích lệ và thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án. Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Phan Ngọc Hạnh, 20 tuổi và Trần Văn Đức, 18 tuổi, cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà về hành vi trộm cắp xe máy. Lợi dụng sơ hở của bệnh viện, đêm 21 tháng 2, Hạnh và Đức đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy. Khi đang trên đường tiêu thụ thì bị bắt giữ. Trước đó, Công an quận Sơn Trà cũng đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng gồm Nguyễn Trần Khánh Huy, 30 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Nguyễn Phan Hoàng Tính và Nguyễn Quế Sơn cùng 19 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê về hành vi cố ý gây thương tích. Vì mâu thuẫn qua việc mua bán trái phép chất ma túy, nhóm đối tượng này đã dùng dao đâm bị hại trọng thương.
Trước nhiều đơn trình báo về việc mất cắp tài sản xảy ra tại các sân bóng đá mini, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xác định đối tượng gây án là Võ Trường Hân, 23 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam. Đối tượng khai nhận thường giả vờ mặc trang phục bóng đá để trà trộn vào các sân bóng đá mini, chờ ai sơ hở rồi trộm cắp tài sản. Cho đến khi bị bắt, Hân đã thực hiện chót lọt liên tục 3 vụ trộm cắp điện thoại di động. Thưa quý vị và các bạn, dù được thành phố Đà Nẵng trợ giá và đầu tư dàn xe tiện nghi hiện đại, nhân viên và lái xe rất lịch sự, nhưng sau gần 2 tháng hoạt động, 5 tuyến xe buýt nội đô tại thành phố Đà Nẵng vẫn thưa thớt khách. Có 61 xe buýt tiêu chuẩn B40 được đầu tư mới, trang bị hệ thống điều hòa, kiểm soát vé, niêm yết rõ ràng các thông tin về tuyến, cùng hệ thống camera giám sát an ninh trên xe. Tuy nhiên, lượng khách đi xe buýt sau gần 2 tháng vận hành vẫn thưa vắng. Theo ghi nhận của phóng viên, từ khi triển khai, hầu hết các tuyến xe buýt chỉ lác đác vài người. Trước tình hình này, các sở ban ngành, trong đó có Công an thành phố Đà Nẵng, đã có văn bản vận động cán bộ chiến sĩ và người thân sử dụng xe buýt trợ giá để di chuyển đến công sở và ngược lại. Đưa vào sử dụng cái hệ thống xe buýt nhanh này thì nó góp phần là giảm được cái lượng xe cá nhân rất là nhiều, nhất là trong những giờ cao điểm. Giá thành đi xe buýt cũng rất là rẻ, trong khi mà chúng ta di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì cũng rất là tốn kém. Và bên cạnh đó thì đi xe buýt thì nó có giờ cố định, chúng ta có thể lên lịch trình đi rất là dễ dàng. Dù ngành giao thông vận tải Đà Nẵng đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc đi xe buýt công cộng, nhưng đến nay tình trạng điều hưu trên những tuyến xe buýt vẫn diễn ra. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố là xây dựng cái phần mềm giống như những cái hệ thống taxi để người dân có thể truy cập để tiết kiệm được cái khoảng thời gian mà chờ xe buýt. Cái thứ hai là cũng nên khảo sát cái những cái nơi mà tập trung nhiều người và đi xe buýt đến các cơ quan ban ngành để từ đó xây dựng những tuyến xe buýt nó phù hợp hơn. Theo thống kê của Trung tâm Điều hành Đèn Tín hiệu Giao thông và Vận tải Công cộng, đến ngày 7 tháng 2, 5 tuyến xe buýt trợ giá đã thực hiện trên 28.000 lượt xe. Tổng số hành khách sử dụng vé là gần 120.000, bình quân là 4,2 lượt hành khách trên một lượt xe buýt. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự tham gia hưởng ứng của các lực lượng vũ trang thành phố cũng như là cán bộ công nhân viên chức thành phố Đà Nẵng, thì qua đây cũng kêu gọi người dân hãy sử dụng các loại xe buýt như thế này để giảm tải ùn tắc giao thông, cũng như là góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường, thành phố có hệ thống giao thông thông minh và hiện đại. Đến đây chương trình An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Quý vị, các đồng chí và các bạn có thể theo dõi lại chương trình này trên trang web của Công an thành phố và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Mọi góp ý cho chuyên mục xin gửi về địa chỉ email aninhdanang.catp@gmail.com. Thông tin liên quan đến an ninh trật tự xin báo về số điện thoại 113. Những hành vi quấy nhiễu hoặc báo tin giả sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.